chị nha. Hôm nay Nhiên nói về những một số người. Nhiên chào tất cả anh chị chia sẻ dùm cho Nhiên. Hôm nay chủ đề ngày hôm nay là mình chia sẻ một số người đang có hành vi khốn nạn, chống phá nhà nước, gây rối mất an ninh trật tự, có ý đồ phá quân đội vào cuộc để mà giúp người dân. Bắt đầu Nhiên nói chuyện luôn, nói luôn nha anh chị, Nhiên không có thấy cái còm của anh chị. Thì bắt đầu Nhiên nói luôn. Hôm nay Nhiên đăng lên trên mạng, tất cả bà con, anh chị em chúng ta là người dân trong đất nước Việt Nam. Hiện nay bây giờ đất nước mình đang quằn mình trong dịch bệnh. Thì chính phủ mình, quân đội nhân dân của Việt Nam của chúng ta, các ngành, các cấp của chúng ta, nhân dân địa phương, cựu chiến binh, tất cả người dân của chúng ta cùng chung vai để mà dập đợt dịch này lần cuối cùng này, để cho đất nước mình hết dịch, để mình quay lại mình làm kinh tế. Thì hiện nay giờ một số Nhiên gọi một số người mà cố tình như nói một cố tình nha, đặt hàng bơm hàng trong khi nhà nước chỉ thị 16. Bây giờ là chỉ thị 16 đã ra lâu, ở thành phố mình cũng 2 tháng rồi mà không dập dịch được cái cuối cùng. Thì đảng nhà nước mình mới đưa quân đội vào để làm chi? Để mà giúp đỡ cho người dân chúng ta, là nhà nào ở yên nhà nấy, để làm chi? Bộ đội, công an và chính quyền địa phương phối hợp với nhau để mà giúp đỡ cho bà con. Giúp đỡ cho bà con đây là sao? Hàng thiết yếu, cung cấp hàng thiết yếu cho bà con, rau củ quả đưa tặng nhà cho bà con. Bà con có bệnh thì có quân đội vào, có bác sĩ quân đội vào để mà trị bệnh cho người dân. Rồi trong nhà cái người mà F1 á, F0 thì cũng là quân đội vào để trị bệnh cho bà người đó. Rồi cái người trong nhà đó 5-7 người F1 cũng trị tại nhà luôn. Rồi trong cái hộ đó có đói, bộ đội, công an, chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm cho bà con, từ thức ăn, hàng thiết yếu, thức ăn, thức uống, rau cá, rau củ quả, thịt, thực phẩm cho bà con ăn. Rồi một số bà con anh chị em nào mà muốn ăn sang, ăn ngon gì đó thì đặt hàng nhờ chiến sĩ, lực lượng công an hay bộ đội, chiến sĩ bộ đội để mà mua đồ giùm. Thì bộ đội chúng ta sẵn sàng đã giúp đỡ cho bà con, đã đưa quân đội vào để mà phối hợp công an, phối hợp chính quyền địa phương để giúp đỡ cho bà con tận tình. Bà con không ra nhà đợt này là sao? Chính phủ là ra một cái đòn như vậy để cứu mạng người dân, mà một số người dân cố tình đặt hàng rồi không lấy. Anh chị nghĩ đi, có phải cái loại này mà gọi loại phản động không? Loại chống phá nhà nước không? Em chào anh Nguyễn Hữu Nhàn. Đau lòng không anh chị? Đặt hàng rồi không lấy hàng, đặt một đơn hàng đâu phải là ít đâu anh chị. Khi bộ đội chúng ta đã vào rồi á, chiến sĩ bộ đội vào cuộc rồi á, thì đã làm bộ đội là giúp dân rồi, thì tiền ở đâu? Đặt hàng rồi để mà đem về cho cái người đứng trước cửa nhà rồi gọi ra lấy, không chịu lấy. Tới chừng chiều gọi lại sau đó. Em tưởng đâu em đặt hàng vậy á, rồi á, em lấy là không có tốn tiền. Có phải loại này là loại phản động không anh chị? Loại chống phá nhà nước không anh chị? Loại gây rối mất an ninh trật tự không anh chị? Thật sự đau lòng không anh chị? Cái loại này bây giờ không lẽ bây giờ mình Nhiên chửi mà chửi thế nào? Tao bây giờ xin lỗi anh chị, cho để cho một phút Nhiên chửi nó nha anh chị. Để cho một phút Nhiên chửi nó. Tao nói cho cái bộ mặt của tụi bay. Tụi bay là sống trên đất nước Việt Nam. Tụi bay là ốc người hay tụi bay ốc chị? Hả? Trong lúc này, ngày đêm tao nói tụi mà đặt hàng của
chiến sĩ bộ đội mà không lấy hàng, tụi bay ốc người hay là tụi bay ốc chó gì? Tụi bay ốc gì? Tụi bay phải là con người không? Không có tính người, tụi bay mới làm những cái điều đó. Tụi bay mới đặt hàng rồi, tụi bay không lấy hàng. Trong khi chiến sĩ đã quằn mình sáng đêm, đã chạy lo từng miếng ăn, miếng uống, lo từng viên thuốc cho người bệnh như vậy. Mà tụi bay sống như thế nào? Tụi bay sống mà tụi bay đặt hàng rồi tụi bay không lấy. Tao Thái Ngọc Nhiên, tao chửi thẳng cái con nào mà thằng nào đặt hàng chiến sĩ, bộ đội, công an mà không lấy hàng đó. Tao Thái Ngọc Nhiên chửi tụi mày đấy. Tụi mày thấy không? Hiện nay giờ ai lo cho dân? Tụi mày sống, tụi mày mơ nước Mỹ. Lúc mà quằn mình bệnh hoạn này, ai vô cứu tụi bay? Ai cứu gia đình tụi bay? Hả? Hiện giờ nhà cách nhà nè, người dân nhà cách nhà nè, bệnh F0, F1 nè, một cái hộ gia đình đó, ta hỏi tụi bay, rồi những cái người mà chết đó, ai lấy xác, ai đi thiêu? Đảng nhà nước mà không đem bộ đội vào, phối hợp với công an, phối hợp chính quyền địa phương, phối hợp với người dân, thì tao hỏi cái bọn mà đặt hàng không lấy đó, ai là người cứu người dân? Tụi mày có cứu người dân được không? Hả? Giờ phút này tụi mày đem, tụi mày bệnh tật, tụi mày đi vô trong bệnh viện thôi, một ngày 4-5 ngàn ca, thì tụi mày đi vô bệnh viện có chỗ nằm không? Đừng có nói tới bệnh viện. Bây giờ tụi mày chính gia đình tụi mày mà bệnh đi, gia đình mà tụi mày mà bệnh đó đó, rồi ai cứu? Ai đi mua thuốc cho tụi mày uống? Ai cung cấp thực phẩm cho tụi mày ăn? Hả? Sao tụi mày khốn nạn vậy? Tụi mày biết khóa hoại không vậy? Tụi mày biết đặt hàng mà không lấy vậy? Giờ phút này rồi mà tụi mày lòng dạ tụi mày còn phá hoại đất nước, tụi mày còn ác ôn như vậy vậy? Nhiên xin lỗi anh chị, Nhiên đang chửi bọn phản động. Nhiên xin lỗi anh chị, Nhiên đang chửi bọn phản động. Để cho Nhiên chửi nó. Chứ bây giờ á, chính phủ mình, công an của mình quá mềm mại rồi, cho nên nó mới lộng hành kiểu này. Tới giờ quân đội vào cuộc, phối hợp với công an, phối hợp với chính quyền địa phương để mà cứu người dân trong lúc này. Mà giờ ta đi vào là nhà cách nhà rồi, cái người bệnh ai lo cho người bệnh đây? Có phải quân đội, công an, chính quyền địa phương lo cho cái người bệnh đó không? Rồi cái người F1 trong gia đình đó có phải là bộ đội, chính quyền địa phương lo không? Rồi cái người chết trong gia đình đó có phải bộ đội, chính quyền địa phương lo để mà mai táng rồi đi thiêu, để mà đem cho cốt vào, để mà đem thì sao hết dịch này giao tặng tay cho một cái gia đình đó không? Mà cái lũ chúng mày đặt hàng rồi, chúng mày giờ phút này chúng mày không yêu thương, chúng mày không đặt mình vào cho những chiến sĩ bộ đội, công an, chính quyền địa phương và phối hợp với người dân để mà cùng chia sẻ cái nỗi đau này, mà tụi mày nỡ lòng nào mà tụi mày quậy phá vậy? Hả? Đây một bài viết mà Nhiên đưa lên trên cái trang Facebook đó anh chị. Đau lòng không anh chị? Anh chị thấy đau lòng hay không? Anh chị thấy đau lòng không? Nó đặt hàng nó không lấy, anh chị có thấy đau lòng không? Bà con, cô bác, anh chị em, cộng đồng mạng, cả nước có đau lòng cho cái loại mà nó đặt hàng, nó ra đơn hàng 400-500 ngàn một đơn hàng, 700-800 ngàn một đơn hàng, 2 triệu đồng một đơn hàng, rồi nó không lấy không? Bà con, cô bác, anh chị em, cái loại này nó quá khốn nạn như vậy, chúng ta có cần lên án không bà con, cô bác, anh chị em? Trong cái khi mà cái loại thuốc mà phải là nó kêu, Nó kêu chiến sĩ bộ đội mình nó phải đi mua cho nó, mà phải chạy qua con đường này con hẻm kia trong khi dịch bệnh như vậy. Khi mà trên đường đi mua được rồi thì nó gọi điện, tôi đã có rồi đừng mua. Anh chị thấy nó khốn nạn cỡ đó không anh chị? Cái thành phần này có nên chửi không anh chị? Cái thể loại mà đặt hàng rồi, mà mua rồi, mà bây giờ á, mà nó không lấy như vậy, hỏi anh chị còn mềm mại nữa không anh chị? Trên sống trên đất nước Việt Nam mình, chỉ có chính phủ mình, công an mình là thương dân như con như vậy. Chứ có anh chị nhìn hết cả thế giới, nhìn ra thế giới coi, thế giới ở bên ngoài nó có đối xử dân của nó như đất nước mình, yêu thương dân như đất nước
Việt Nam hay không? Nhiên lên án những cái thành phần nào? Nhiên kêu gọi cô bác anh chị em nào mà biết cái thành phần nào mà nó đặt hàng không lấy hàng đó? Các chiến sĩ bộ đội công an á, thành phần nào mà nó đặt hàng nó không đưa hàng, đưa tên, đưa tuổi, đưa cái mặt nó lên để cho cả nước biết cái bộ mặt nó, là nó đang gây rối mất an ninh trật tự, nó chống phá nhà nước. Như vậy đó, để cho tất cả mọi người vô chửi sắp mặt nó. Trong lúc mọi người quằn mình với dịch Covid-19, chính quyền dầm mình quyết liệt chống dịch, những con số cá nhân vô ý thức nó muốn đùa cợt để giải chết đó anh chị, giả khùng đó. Cái thành phần này đó, nhưng nó thật lòng đó anh chị, chỉ có bọn phản động thôi, chứ người dân mà cùng để mà chia sẻ gánh nặng với đất nước quằn mình đó, với chính phủ mình hiện nay giờ đau đớn vậy, không có ai mà nở lòng nào mà đi làm những cái trò khốn nạn mất dạy như vậy với anh chị, đùa cợt với bộ đội chiến sĩ hết anh chị. Anh chị nghĩ đi, mình cũng là người dân, bộ đội là cũng là người nhân dân đi ra, đúng không? Anh chị ngủ được á, ở trong nhà được chăn im niệm ấm, mà trong khi các chiến sĩ bộ đội công an, chính quyền địa phương đâu có được ngủ yên giấc đâu anh chị, không có được ngủ yên giấc. Anh chị biết không? Lo cho người dân rồi, nhầm khi đi phát cơm phát gạo ở đâu, cơ phát cơm phát gạo á, công an bộ đội hiện nay bây giờ các trong nước mình á, các địa phương ở trong nước mình luôn, ở trong tỉnh mình rồi địa phương trong nước mình á, ở đâu mà dân đói rồi là bộ đội phải đi cấp, đi từng nhà, gõ từng nhà để mà phát gạo từng nhà sáng đêm anh chị biết không? Còn đi canh gì? Còn đi hả, đi canh chốt, đi gác chốt sáng đêm nữa anh chị, để làm chi? Sợ đây á, cái người mà chạy xe tải đó bị nhiễm bệnh rồi đi qua lây cộng đồng, lây cho người dân chúng ta, là đang làm gì? Đang bảo vệ người dân như vậy đó, mà có một số người thành phần phản động nó mới là làm với người dân của chúng ta như vậy thôi anh chị. Thành phần chó má, thành phần súc vật nó mới đối xử với chiến sĩ bộ đội, chiến sĩ công an như vậy thôi anh chị. Chứ con người mà tốt, con người sống cho đất nước, con người mà nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh chiến sĩ bộ đội, các ngành các cấp hiện nay bây giờ thì không có ai làm những cái điều chó má khốn nạn đó đâu anh chị. Chỉ có thể loại là con người đó, đầu thân xác nó là con người, nhưng mà sao đầu óc nó là chó, là súc vật, cho nên nó làm những cái điều xấu xa đó để mà quậy phá. Đau lòng không anh chị? Nó bơm một đợt hàng vậy đó là 400.000, 700.000, 2 triệu. Khi mà mua xong rồi lỡ tới cửa ra một hóa đơn, gọi hoài không bắt máy. Tới chừng bắt máy, nó tới chừng chiều á, mấy tiếng đồng hồ sau tới chiều nó gọi lại. Anh ơi em, anh gọi em hả? Cái chiến sĩ nói có đặt hàng đó, là chị có lấy em mua cho chị rồi. Anh ơi em đặt hàng, anh tưởng đó mua, anh mua cho em, anh không lấy tiền, bây giờ lấy tiền thì em không lấy. Bộ đội công an làm gì có tiền hả? Bộ đội công an á, đi làm nhiệm vụ á, giúp cho đời cho đất nước rồi làm gì có tiền? Sao mở miệng ra khốn nạn vậy tụi bay? Em Nhiên xin lỗi anh chị nha, Nhiên đang nói chuyện với bọn phản động. Nó xem được cái clip này thì nó sẽ thấm, nó sẽ đau. Mong sao qua clip này tụi bay có chống phá, tụi bay câm cái mồm tụi bay lại. Hiện nay tụi bay làm như điều đó là bay đang có tội với đất nước, có tội với người dân đấy. Không có bộ đội, không có chiến sĩ bộ đội công an, chính quyền địa phương, thì cái người dân ở thành phố hiện nay, hay người dân Bình Dương, Đồng Nai hiện giờ ai là cứu? Ai cứu người dân? Ai đi chợ cho người dân? Ai mà chăm sóc cho người dân lúc bệnh tật này? Mua hàng mà bọn chúng không lấy thì đưa cho chính quyền địa phương làm việc với bọn chúng. Chắc em nghĩ là chắc cũng có biện pháp đó anh. Chắc có biện pháp đó.
mong sao những cái thành phần á, mà đùa cợt cái chiến sĩ bộ đội công an hiện nay trong cái mùa dịch bệnh này, thì nhờ chính quyền địa phương xác minh đúng đối tượng, như vậy phải phạt thật nặng, và có thể phạt đi tù luôn. Hiện nay giờ đã chiến sĩ bộ đội vào cuộc để mà cứu dân trong lúc này, để dập dịch, để trong lúc này để hoàn toàn, để mà cho nhanh hết dịch, để mở rộng kinh tế, mở lại kinh tế để cho bà con người dân chúng ta để mà sống lại cái cuộc sống bình thường. Vậy mà nỡ lòng nào hả mà đi lên mà làm, vậy mà nỡ lòng nào hả đi lên hả mà gọi điện để mà chọc phá, rồi đặt hàng không lấy. Bộ đội chiến sĩ công an làm gì có tiền, đi phục vụ cho người dân là làm gì có tiền, lương 3 đồng 3 cọc mỗi ngày á, lương đó, tiền điện thoại đó, một tháng lương của công an bao nhiêu, lương của công an bao nhiêu, một tiền nè, tiền hiện nay giờ tiền cà phê, tiền ăn sáng, tiền gì, tiền này tiền kia, vợ con ở nhà nữa, được có bao nhiêu tiền, lương 3 đồng 3 cọc được bao nhiêu tiền mà phải chiến sĩ công an phải bỏ tiền ra mua. Chiến sĩ công an đã phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Chiến sĩ bộ đội, bên bộ đội cũng vậy. Giúp đỡ như vậy mà nỡ lòng nào thật sự. Nhưng đọc những cái bài đó, những cái bài viết của các anh chị mà đưa ra thật sự đau lòng. Đau lòng lắm anh miền Tây. Nhưng mong sao tất cả anh chị chúng ta lên án mạnh mẽ những thể loại này. Nhưng chào anh chị nha.